Thưa quý vị, cây cầu bắc qua sông Bôi ở Hòa Bình được đầu tư hơn 80 tỷ đồng nhưng xây dựng 6 năm nay chưa xong. Hàng ngày người dân vẫn phải đi qua cây cầu phao cũ nát đã hơn 30 năm tuổi. Thời tiết khô nắng đã khó khăn cho việc di chuyển. Vào những ngày mưa nước sông lên cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi người dân phải đi qua đây. Ghi nhận của VTC14. Đây là chiếc cầu phao bắc qua sông Bôi nối hai bờ, xã Phú Nghĩa và xã Thống Nhất của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 30 năm, cây cầu phao này là nhịp nối giao thông của người dân hai xã. Cùng với thời gian cầu phao đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, nhất là vào mùa mưa lũ, huyện Lạc Thủy đã quyết định đầu tư cây cầu bằng bê tông vĩnh cửu thay thế. Dự án được đầu tư 83 tỷ đồng, thời gian thi công và hoàn thành từ 2016 đến 2020. Hỏi cái cầu này thực ra là người ta bảo là ở trên không biết ở đâu là làm cái cầu này nên nó lâu vậy. Cái cầu dưới cái nó thi công mấy năm ngoái, năm nay đã xong rồi. Chả biết là kiểu gì mà cầu này đúng là cũng chẳng thấy ai quan tâm đến mấy. Làm nó được thời gian lại bỏ, còn chẳng thấy ai còn quan tâm cầu này nên lâu vậy. Cũng bức xúc nhưng chả làm gì được anh ạ. Người dân nói tóm lại đi là cũng khó khăn thật chứ ạ. Đi đây qua cầu cứ mà nếu như mà nước to một cái là chịu thôi, lại coi như coi là không có lối đi. Lại phải xuống tận cầu treo dưới kia cơ. Dấu ấn thời gian, những thanh sắt hoen gì công gãy nhưng hàng ngày vẫn phải oằn mình chuyên chở người và phương tiện qua đây. Thời điểm dự án được khởi công xây dựng, người dân địa phương rất phấn khởi, vui mừng khi dự án cầu vào đường bắc qua sông Bôi đưa vào sử dụng. Người dân sẽ không còn phải cảnh gồng mình đi qua cây cầu phao cũ nát nguy hiểm rình rập. Trái ngược với những mong mỏi của người dân, cây cầu 83 tỷ đồng thi công chậm như rùa, rất bức xúc nhưng những người dân nơi đây cũng chẳng biết kêu ai. Có chứ, con cháu đi học hành thì rất lo, như rằng lo chỉ mong muốn rằng nhanh chóng cái cây cầu kia để cho người dân đi lại, từ người dân với trẻ nhỏ đi lại để cho nó thuận tiện. Bức xúc đi chú, bức xúc nhưng bây giờ biết kêu ai được, rất bức xúc ấy. Năm nay đã 6-7 năm rồi mà cái cầu không xong nên là dân đây đi nó là rất bức xúc ấy, nhưng mà chả biết kêu ai được. Dân mình chỉ biết thế thôi. Đấy là nếu như mà có cái được cái cây cầu mà ngon lành như thế kia mà đi là người dân mình nó sinh hoạt nó dễ dàng hơn, nó lại điện thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà có cái cầu này nó mùa mưa bão bão đến nơi này là rất chi là khó khăn, đi rất chi vất vả. Cũng theo ông Tuấn, ngoài những nguy hiểm rình rập khi phải đi qua cây cầu phao cũ này, người dân địa phương sinh sống tại hai xã Phú Nghĩa và Thống Nhất, mỗi hộ hàng năm phải đóng góp 30 kg thóc coi như lệ phí sử dụng cầu phao. Với người không phải dân địa phương, khi di chuyển qua phải trả phí là 5.000 đồng một lượt. Trông ngóng từng ngày để được lưu thông qua cây cầu bê tông mới an toàn hơn. Nhưng người dân nơi đây vẫn đang ngày ngày phải nhìn những đống thép hoen dỉ này mà không biết đến bao giờ cây cầu mới hoàn thành. Người dân mới thôi bất an mỗi khi qua sông Bôi.